Tại buổi nói chuyện với nông dân các tổ hợp tác, hợp tác xã và hội quán trên địa bàn huyện La Dung vào sáng nay, ngày 18 tháng 2 năm 2020, Bí thư tỉnh ủy Lê Minh Hoang khẳng định, việc sản xuất nông nghiệp hiện nay phải chú trọng đến chất lượng sản phẩm. Một khi nông sản của chúng ta sản xuất ra đạt chất lượng cao, an toàn, thì sẽ không bị thị trường tẩy chay, người tiêu dùng quay lưng. Theo bí thư tỉnh ủy, muốn dạy người nông dân phải thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp của mình là trở thành người nông dân chuyên nghiệp, Nông dân chuyên nghiệp là phải có kiến thức thị trường, kiến thức kinh doanh, biết ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong sản xuất, đặc biệt là phải chú trọng đến việc không làm tổn hại đến môi trường xung quanh, sức khỏe người tiêu dùng và cần biết chia sẻ các giá trị tốt đẹp đến cộng đồng, sản xuất tử tế và nắm rõ quy luật cung cầu trong nền kinh tế thị trường. Khắc phục hiện tượng vàng lá thối rễ, chết xanh trên cây có muối. Đây là nội dung chính của buổi họp sáng nay do ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Đến tháng 11 năm 2019, toàn huyện Lai Dung có khoảng 5.372 ha cây có muối, trong đó có hơn 4.838 ha bị nhiễm vàng lá thối rễ, chết xanh. Diện tích nhiễm nặng là 2.519 ha, nhiễm trung bình là 1.203 ha, còn lại là nhiễm nhẹ. Các loại cây có muối bị nhiễm bệnh như quýt hồng, quýt đường, cam xoàn, cam xanh, cam dây. Song song với giải pháp khắc phục hiện tượng vàng lá thối rễ chết xanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải xác định tác nhân chính dẫn đến hiện tượng này, trong đó có sự lây lan của nấm Fusarium, Phytophthora, tuyến trùng. Để hạn chế lây lan và tìm giải pháp khắc phục hiệu quả cũng như đảm bảo quyền lợi cho bà con nông dân, thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải sớm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh việc công bố dịch bệnh hay không công bố dịch bệnh, các phương án kèm theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Chiều nay, Đoàn Công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm việc với tỉnh Đồng Tháp về thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận thị xã Hồng Ngự, thành phố Cao Lãnh, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tính đến nay, thị xã Hồng Ngự có 4 trên 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 trên 8 xã biên giới đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Thị xã Hồng Ngự đã quy động trên 670 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới góp phần phát triển sản xuất và thay đổi diện mạo nông thôn. Còn tại thành phố Cao Lãnh, có 7 trên 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó xã Hòa An là xã đầu tiên của thành phố Cao Lãnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 và cũng là một trong ba xã của cả nước được Chủ tịch nước bảo trợ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Thu nhập bình quân đầu người, khu vực nông thôn đạt trên 42 triệu đồng trên người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo là 1,49%. Đồng Tháp có nữ phó giám đốc công an tỉnh đầu tiên. Đó là Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc, 43 tuổi, trưởng công an huyện Lấp Vò vừa được Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ phó giám đốc công an tỉnh Đồng Tháp. Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc có trình độ thạc sĩ chuyên ngành điều tra trinh sát an ninh. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc công an tỉnh, từng kinh qua các vị trí như phó trưởng phòng, trưởng phòng công tác chính trị, trưởng công an huyện Lấp Vò. Nếu như trước đây cây mè được nông dân trong tỉnh Đồng Tháp trồng chủ yếu trong vụ hè thu, thì hiện tại số hộ trồng mè trên đất lúa trong vụ đông xuân bắt đầu tăng lên. Mô hình canh tác mè trong mùa nghịch đang giúp nông dân thu lãi cao khi vụ này mè trúng mùa được giá. Hiện nông dân trong huyện Hồng Ngự đang thu hoạch hàng chục hecta mè mùa nghịch với năng suất khá cao từ 800 kg đến 1 tấn trên hecta. Do được trồng ít hơn vụ chính nên nguồn cung khan hiếm, đẩy giá mè lên cao 47.000 đồng một ký mức giá này cao hơn 10.000 đồng một ký so với thời điểm chính vụ. Sau khi trừ chi phí, nông dân thu lợi nhuận trên 30 triệu đồng, có hộ đạt 35 triệu đồng một hecta. Cũng tại huyện Hồng Ngự, ngành chức năng huyện đang khẩn trương các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi trước tình hình dịch cúm gia cầm đã xuất hiện và gây hại ở một số địa phương trong cả nước. Theo thống kê, tổng đàn gia cầm trên địa bàn huyện Hồng Ngự hơn 400.000 con. Trong đó dịch chiếm đa số với 390.000 con. Triển khai công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2020, quyện đã tiêm phòng được 72% tổng đàn. Hiện công tác này đang tiếp tục được triển khai kể cả ban đêm. Một số văn bản mới ban hành đáng chú ý. Năm an toàn giao thông 2020 có chủ đề đã uống rượu bia không lái xe. Hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện theo đó, nhiệm vụ trọng tâm bao gồm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống ủng tắc giao thông, nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, dần dần. Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo 389 tỉnh năm 2020, Ban chỉ đạo đề ra chỉ tiêu phát hiện, bắt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, dự kiến khoảng 1.600 vụ. Để đạt chỉ tiêu này, Cục Quản lý Thị trường chỉ đạo lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh, vận chuyển trái phép hàng hóa trên thị trường nội địa. Chủ trì phối hợp ngăn chặn xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, ghi nhãn hàng hóa sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng lậu, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng. Công an tỉnh thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, dân dân.